Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel. Trong clip này mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận, cái suy nghĩ của mình về cái ngày 30 tháng 4. Mọi người biết ha, mình còn trẻ, mình sinh ra sau cái năm 75. Và thực ra cái mình sinh còn sau cái thời mình sinh ra thì cái gì nó gọi là thời bao cấp á, cũng qua luôn rồi. Cho nên nói là mình có cái gì đó hoặc là có cảm nhận không tốt về những cái tình hình, cái sự kiện đó thì mình không biết. Thì toàn bộ là mình chỉ nghe qua những cái lời kể hoặc là những cái sách vở và những cái tài liệu mà mình đọc được. Mình ý thức được cái sự độc ác, cái sự tàn bạo của cái chế độ cộng sản và cái sự láo xạo của nó, cái sự tuyên truyền của nó qua mỗi cái thế hệ. Khi mà mình tìm hiểu nhiều về cái tội ác của chế độ cộng sản á, thì mình thấy được mình càng ghét nó hơn. Hoặc là những cái sự kiện, những cái gì mà xảy ra trong đất nước Việt Nam đó, hoặc là xảy ra ở Tàu hoặc Triều Tiên, Cuba thì mình không biết, nhưng mà nói chung á là ở những cái chế độ cộng sản á, mình thấy được cái sự dã man và cái sự độc tài của nó, thì từ đó mà mình ghét thôi, chứ thật ra mình nó không có tác động gì tới cuộc sống của mình. Thì mình chỉ chia sẻ một vài cái trải nghiệm của mình mà mình thấy được. Ok, thì đầu tiên nhất là về lịch sử. Thì bạn nào mà học ở Việt Nam, bạn học từ lớp 1 cho tới lên đại học, whatever, thì bạn sẽ thấy là cái lịch sử Việt Nam mình á, nó rất là hay. 1000 năm văn hiến, từ cái thời Ngô Quyền, những trận đánh Ngô Quyền, rồi Trần Hưng Đạo này đó, nó rất là có nhiều cái những cái lịch sử đó rất là hay. Cái lịch sử mà người Việt mình chống lại Trung Cộng á, nó rất là rõ ràng. Cái dòng máu Việt, dòng máu anh hùng nó rất là rõ. Nhưng mà cái bọn viết sử, cái bọn cộng sản á, cộng sản Việt Nam nó không có tuyên truyền nhiều về cái đó. Tại sao? Nó không có muốn người dân mình ghét cộng sản Trung Quốc. Đó là cái lý do. Ok, và nó dạy rất là qua loa. Nhưng mà cái lịch sử từ năm 1930 cho tới năm 75 thì nó nhắc rất là nhiều mọi người phải nhớ rõ là toàn bộ là nó xảo, nó thắng Mỹ, nó thắng Pháp thật, nhưng mà cái nó không phải tự do, không phải tự mà nó thắng được. Nó lại nhờ giúp đỡ của những cái chế độ cộng sản thời đó như là Xô Viết hoặc là thằng Trung Cộng. Nhưng mà sao? Cái bọn viết sách nó giấu ẹm đi. Nó cứ nói là Việt Nam này nọ, Việt Nam tự đánh Pháp, tự đánh Mỹ, là những cái xạo kê đó. Nếu mà bạn nào đọc, bạn nào tìm hiểu, bạn sẽ thấy rõ ràng là như vậy. Nó không phải là một thằng cộng sản Bắc Việt, nó không có làm ăn được cái gì hết ấy. Thì những cái đó nó lại giấu ẹm đi, và nó chỉ tuyên truyền là lịch sử là từ 1930 cho tới 1975. Có bao nhiêu? 1930 tới 1975 có 45 năm thôi. Mà nó dạy năm nào, học kỳ nào nó cũng dạy hết ấy. Các bạn thấy rõ ràng không? Đó, thì từ đó nếu mà bạn thấy được những cái sự thật đó, bạn sẽ thấy có một cái sự xạo láo đó. Và mình rất là ghét xạo láo, that's why mình ghét. Rồi, một cái phần nữa mình chia sẻ là mình học đại học ở Việt Nam. Có cái ông nội học hình như là tư tưởng Hồ Chí Minh hay là Mác Lê gì đó. Nói chung là những cái môn đó. Thì cái ông đó được gọi là tiến sĩ. Ok. Nhưng mà ông rất là ngu. Ok. Ông cái câu chuột ông không biết dùng. Có ai đó soạn sẵn cái PowerPoint, nhưng mà ông lên ông không có nói gì cái PowerPoint. Không biết là ông đọc được hay không đọc được nữa. Nói chung á là ông không biết cái PowerPoint nó như thế nào. Ông chỉ có cái PowerPoint ông lên ông sơ thôi. Con chuột ông không biết dùng. Nói chung computer ông không biết dùng. Thì mình thông cảm đi. Nhưng mà bạn hiểu không? Khi mà ông nói về những cái sự kiện lịch sử như vậy á, thì có những hình như là trong cái lớp của mình có ai đó, người ta hỏi tại sao, thì cái thái độ của ổng rất là vô côn. Ổng sần sập, ổng kiểu như là ổng muốn đánh cái thằng đó luôn đó. Thì mình thấy được lúc trong cái giảng đường đại học, ok, mang tiếng là tiến sĩ đi dạy cái đó, nhưng mà kiến thức là không có. Tại vì sao? Nó nói xạo thì làm sao mà nó có kiến thức, mà không biết cái tiến sĩ ở đâu nó ra nữa. Thì bạn nào mà nhìn cái tiến sĩ Đoàn Hương rồi này nọ, những cái đứa tiến sĩ mà tốt nghiệp ở Nga, Liên Xô qua, mình không biết nó học cái gì, nhưng mà những cái phát ngôn của những cái người tiến sĩ đó nó rất là dốt, nó không có cái gì mà gọi là nó make sense hay là nó khoa học kỹ thuật hết đấy, chỉ toàn nói có cái mác tiến sĩ thôi. Và đó là cái điều thứ hai. Thì sau khô 4 năm nhồi đại học á, từ năm lớp 1 cho tới đại học, nó luôn nhồi nhét, nó gọi là tẩy não để tuyên truyền cho cái chế độ xã hội chủ nghĩa và cái chế độ cộng sản của nó là ưu việt này nọ. Nhưng mà bạn, cái đó là cái con dao hai lưỡi.
khi mà ai mà dốt á thì nghe răm rắp thì ok, nhưng mà khi mà người ta vượt qua khỏi cái ngưỡng dốt đó rồi á, người ta sẽ thấy được cái sự thật và người ta sẽ quay lại người ta hỏi. Và bởi vì bị nhồi sọ như vậy mà sau này mình đi kiểm chứng lại mình thấy nó không có giống như những gì mình được dạy, thì từ đó sẽ mình quay ra mình sẽ chống, mình nghe, mình đọc báo đồ, rất là nhiều cái sự việc mà thật ra chỉ có cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó có, cái chế độ cộng sản nó có, là tại vì từ cái mấu chốt của nó là cái sự xạo. Và bởi vì nó xạo, nó léo như vậy đó, cho nên cái nói chuyện, cái cách mà đưa ra cái sự kiện nó không có hợp lý. Cho nên mình hồi bữa giờ mình chia sẻ những cái câu chuyện lịch sử, mà lịch sử những cái anh hùng của thằng mấy thằng cộng sản đó, bạn sẽ thấy một cái sự thật rõ ràng như vậy. Nó tuyên truyền, nó láo toét để làm chi, các bạn hiểu không? Nếu mà thật sự nó có như vậy thì nó nói, tại sao nó phải nói xạo? Ok, thì từ đó bạn sẽ quay lại bạn thấy là bởi vì nó xạo, nó láo, và cái chế độ cộng sản nó thực sự nó không có cái gì ưu việt hết. Nó đánh thắng được là nó nhờ may mắn và nó nhờ cái đồng bọn của nó. Từ đó nó thắng được miền Nam. Rồi thì mình nói về cái phần thắng đó cho các bạn thấy một phần. Nếu mà bạn mạnh, một cái quân giả sử nước Mỹ nó mạnh, Mỹ nó mạnh hơn nước Nhật rất là nhiều, nó đánh xong nước Mỹ thua, nó đâu có cần phải trả thù, bạn hiểu không? Nếu mà thật sự bạn mạnh, bạn dẹp được người nào, bạn không có cần phải trả thù nó. Chỉ có những cái thằng nó gọi là tiểu nhân. Cái câu người Việt Nam mình nó có cái câu á, những cái người anh hùng á thì nó sợ những cái thằng tiểu nhân, chứ nó không có sợ mấy thằng mạnh. Tại vì mạnh với nhau, mày đánh một tao đánh một, thì tao mạnh hơn mày là tao đánh mày thôi, tao không có sợ cái gì. Nhưng mà những cái thằng anh hùng á thường nó sẽ sợ những thằng tiểu nhân. Tại sao? Tại nó đánh lén, nó đánh hèn. That's why, đó là cái lý do. Thì mình nhắc lại cái đó để các bạn thấy, cái thằng Bắc Việt, thằng cộng sản Bắc Việt nó đánh thắng miền Nam Việt Nam không phải là vì nó mạnh. Nó cứ tuyên truyền là nó mạnh để làm chi? Nó giấu ẹm đi cái quyền, cái chế độ cộng sản quốc tế giúp đỡ cho nó và cái truyền thông xạo của nó. That's why nó thắng được miền Nam. Và khi nó thắng được miền Nam rồi á thì nỡ gì nó là một thằng tiểu nhân. That's why nó phải diệt. Nó sợ cái thằng cộng sản Bắc Việt. Tuy mà lịch sử là nó thắng, nhưng mà nó rất là nhục. Cái sự thắng của nó rất là nhục, và cái sự thắng của nó rất là hèn. Và nó luôn sợ. Nó sợ những cái người, nó sợ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nó sợ những cái người miền Nam, những cái người mà nói lên sự thật. Đó là cái bản chất của chế độ cộng sản. Cái clip này á, mình chia sẻ như vậy để các bạn thấy, ở dưới chế độ cộng sản mọi thứ nó rất là tréo nghe. Mạnh chưa chắc đã là thắng, bạn giàu chưa chắc bạn đã thông minh, toàn bộ nó đều là mánh mung hết, xạo léo, lừa gạt với nhau để mà sống, để mà chiến thắng. That's why những cái chiến thắng của nó không có bền. Và bởi vì nó không có bền cho nên that's why nó rất là sợ. Thì cái clip này mình chia sẻ những cái phần đó cho các bạn. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 4, thì mình cũng không có muốn chia sẻ cái gì nhiều. Mình chia sẻ những cái quan điểm của mình về cái chế độ cộng sản như vậy, và lý do, một phần của lý do tại sao mình ghét cộng sản. Thật ra cái mình nói đó, cộng sản nó không có ảnh hưởng gì tới mình hết á, mình làm lơ cũng được, nhưng mà cái kiểu mình không có lơ được, tại vì mình ghét nó, bạn hiểu không? Nó chướng tai gai mắt thì mình ghét thì mình nói thôi. Chứ thật ra nếu mà cộng sản thật sự nó tốt lên, nó thay đổi này nọ, nó tạo được cái gì đó, lợi ích gì đó cho đất nước Việt Nam, cho người dân Việt Nam đỡ phải đói khổ, rồi môi trường đồ này nọ, điều kiện xã hội sống, rồi phúc lợi xã hội tăng lên. Nhưng mà mình tin chắc 100% đó là cái bản chất của thằng cộng sản. Tại vì nó là một cái chế độ tồi bại, cái chế độ độc tài, và nó không có một cái ưu việt gì hết. Cho nên that's why khi mà nó mà dám bỏ ra những cái bản chất đi, nó không còn là cộng sản nữa, nó sẽ tự đổi liền. Cái clip này mình chia sẻ tới đây rồi, thì chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Thương em lối suối treo non, dùng kinh tế mới nuôi con thái chồng, biển dâu đã hóa ruộng đồng, nhà tan nước mất giờ chồng chia ly, chồng đi cải tạo không về, giờ đi tại cuộc tái cải đất hoang.
bờ mương giếng cống đào đường gió rét lạnh căm trong em giặc bắc biển tâm tù nam tù bắc biển thăm nơi nào một đêm gió lộng mưa gào được tình anh đã đi vào thiên thu trong em chết giữa ngục tù khổ sai đói rét cộng thù giết anh.